Thành phố Đà Nẵng sẽ là một trong những địa phương đầu tiên được Vương quốc Anh hỗ trợ phát triển công nghiệp carbon thấp trong 5 năm. Kinh phí được lấy từ nguồn vốn mà chính phủ Anh ưu tiên hỗ trợ cho 15 nước chống biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam. Đây là thông tin được Đại sứ quán Anh công bố trong cuộc gặp gỡ báo chí của tân đại sứ Gilles Lever được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Việc hỗ trợ các khu công nghiệp tại Đà Nẵng phát triển công nghiệp carbon thấp nằm trong 3 nội dung ưu tiên sẽ được Vương quốc Anh triển khai bằng việc tài trợ các mô hình kỹ thuật công phát thải carbon thấp và đưa chuyên gia từ Anh sang Đà Nẵng làm việc tại các khu công nghiệp. Sau Nhật Bản, thì Anh sẽ là quốc gia thứ hai đầu tư vào thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực này. Trong chương trình hỗ trợ ưu tiên cho 15 quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu trong vòng 5 năm, với tổng kinh phí cho toàn chiến dịch là 375 triệu bảng Anh. Ngoài biến đổi khí hậu, thời gian tới, Vương quốc Anh cũng sẽ đặc biệt chú trọng đầu tư trong những lĩnh vực ưu tiên như thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh tại Việt Nam.